Rồi, dân nhà nông thân mến, chào tất cả quý anh chị cô chú gần xa nha. Thì hôm nay em sẽ quay cho cả nhà mình xem một cái bãi xe tại Long An. Thì bãi xe này thì cũng khá là nhiều. Thì cả nhà mình có nhu cầu liên hệ thì hãy điện qua số 0909 389 726 ha, gặp trực tiếp anh Danh. Cũng như là cả nhà mình tìm những dòng xe mà thích hợp. Thì trước màn hình cả nhà mình đây là một con Isuzu tên là 4500. Thì con này ngoại hình nó thì nói chung là xe đã dọn lại dàn lông sơ rồi nha cả nhà. Thì dọn lại thì nói chung thì cả nhà mình nhìn thấy cũng bóng bẩy ha. Và con này đã đi được bốn quả lốp mới nha cả nhà, bốn quả lốp mới 100%. Thì cái dàn lông thì nó cũng không có nói lên một cái chiếc xe đẹp hay xấu nha cả nhà, cái chủ yếu là về cái phần máy móc và động cơ thôi, cũng như là nhông số. Thì bên em là cam kết xe bãi nhập từ Nhật 100% nha, những cái dòng xe bãi tại Long An. Thì em quay những cái chỗ mà nó uy tín, coi như anh em xem tham khảo, và cũng như anh em có nhu cầu sử dụng hãy điện qua số 0909 389 726, gặp trực tiếp anh Danh nha, để anh Danh tư vấn thêm về cái con xe mà cả nhà mình có nhu cầu sử dụng. Thì một tí xíu nữa em sẽ báo cái giá trong cái video, thì anh chị cô chú mình quan tâm thì hãy điện cho anh Danh ha. Thì con này là bốn máy nha cả nhà. Thì con này nó 4500 thì nó phải là 45 ngựa. Nó tầm 45 ngựa ha. Thì xe đã dọn lại thì cả nhà không biết rồi, cũng rất là sạch sẽ ha, không có gì phải chê cả. Thì dàn lông thì có những chỗ đã tút sơ lại rồi. Thì xe hiện tại có như thế nào em sẽ báo trên cái video như thế đó ha. Để cả nhà mình cứ có nhu cầu thì hãy xem tham khảo nha. Chung thì con này ngoại hình nhìn khá đẹp ha cả nhà. Thì xe bãi mà nó không phải như xe dân dụng. Xe bãi thì anh em mà xài xe nhiều á thì sẽ phân biệt được giữa con xe bãi và cái con dân dụng. Anh em không có thể lừa mình được ha. Thì những cái chỗ bán uy tín thì mình sẽ tới đây, mình sẽ cập nhật từ những cái con xe cho anh chị mình xem tham khảo ha. Cái chính là tham khảo thì anh chị mình có nhu cầu sử dụng thì cứ điện trực tiếp mà mua thôi. Còn giá cả đó thì mình báo là báo chung chung nha cả nhà. Thì có thể thương lượng hoặc lên xuống chút đỉnh gì đó, chứ mình không có báo một cái giá nhất định nào đó, không phải là như vậy ha. Rồi mình báo như vậy thì cả nhà mình có nhu cầu thì có thể điện thương lượng ha. Đó. Chung cổ bô con này xài thì nói chung cả nhà thấy là nhìn cũng còn rất mới nha, cổ bô. Thì phần lớp trước thì 8.320. Cái mâm này nhìn khá đẹp mắt nha cả nhà. Nhìn nó rất là chắc chắn luôn. Rồi tới phần cái lớp sau. Nó có màu sơn cũ của nhà, thấy trong cái bẩn này không? Đó, màu sơn cũ của nó đó, thì bên cơ sở đã dọn lại dàn lông bên ngoài ha, để cho nhìn nó mới mới một chút, chứ để nhìn mà anh em mình giác tiền mua hơn 100 triệu mà nhìn xe cũ quá thì cũng khó coi ha cả nhà. Nhưng quan trọng là cái phần máy móc bên trong thôi. Thì bên em thì sẽ giới thiệu những cái con xe bãi tiếp theo, thì cả nhà mình hãy đăng ký kênh và cũng như là có nhu cầu sử dụng thì cứ điện qua anh Danh ha. Lớp trước nó là lớp sau của nó là 14 932 nha cả nhà. Còn đây là phần đùi phía sau của em nó ha. Chung là dòng cái TL này thì xài cũng khá là bền nha cả nhà. Thì những cái dòng này dòng của dạng phổ thông của Isuzu ha. Dòng tên là được cái là nó xe nhỏ nhỏ nhưng mà nó có trợ lực từ nhỏ cho tới lớn ha. Anh em mình thao tác mà khi mà lái xuống đồng ruộng hoặc di chuyển những cái nơi chật hẹp á thì rất là lẹ làng ha. Đây, chi tiết của xe thì nói chung là đã dọn lên thì cả nhà mình thấy khỏi phải bàn rồi.
Thì mặt cái đồng hồ nó cũng còn nguyên zin nè cả nhà. Mặt đồng hồ thì để nguyên zin ha, chỉ tuốt tuốt sơ cái vàng lông bên ngoài tí xíu thôi. Nhưng mà chỗ tuốt chỗ không ha, chứ không phải là tuốt hết. Con này được cái có cái mùi nha cả nhà. Mùi thì nói chung giờ chúng ta lập sơ lại là chúng ta ngồi mắt cực kỳ rồi. Rồi anh nhanh lên đề máy giùm em cái nhanh đây. Máy chạy rất nhẹ luôn cả nhà, máy cũng êm ghê anh Mẫn ha. Thì con này được bán với cái giá là trên 150 triệu nha cả nhà. Anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ qua số 0909 389 726 nha. Rồi video cũng hơi dài, em sẽ cùng với anh Mẫn sẽ kết thúc video tại đây ha. Thì cảm ơn tất cả các anh chị cô chú mình quan tâm. Mọi chi tiết thì hãy liên hệ qua anh Danh ha, 0909 389 726. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Thì cũng như cả nhà mình có nhu cầu sử dụng thì